kính mời chú tể quân đài quân giờ Hồng Giang sẽ cùng thực hiện một cái cúi đầu thật sâu đáp lễ cúi chào ra mắt. Xin mời một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nhé. Một lần nữa đã dành nhau một cái bắt tay. Dạ vâng ạ, xin được
Trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông bà rất nhiều. Và giờ phút đến đây xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ tiếp tục di chuyển trở về với bàn tiệc trang trọng của mình để đón tiếp những vị khách quý của hai bên gia đình. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn.
thay đổi biết bao lần. Rồi ít nỗi trông
vẫn thấy người dài dài. Và đâu là một em đã.